Thưa quý vị, hiện nay việc xây dựng hệ thống kiểm soát an ninh công cộng ở các khu vực địa bàn trọng điểm mang ý nghĩa cấp thiết và mang lại nhiều lợi ích to lớn. Theo đó, hệ thống camera an ninh trên địa bàn phường giúp chính quyền địa phương đảm bảo được an ninh trật tự, bảo vệ tài sản cho mỗi gia đình và người dân trên địa bàn, theo dõi các hoạt động vi phạm pháp luật và trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị trên các tuyến đường, khu vực xung quanh cơ quan nhà nước, nhà ở của người dân, doanh nghiệp, trường học, khu vực tập trung đông người. Phường 10 là một trong những địa bàn sôi động phát triển thương mại sầm uất của quận 6. Ngay từ đầu năm 2024, Ủy ban Nhân dân phường xác định việc xây dựng mô hình camera an ninh là nhiệm vụ quan trọng và cần thiết. Tính đến nay, phường đã hoàn thành trung tâm xử lý dữ liệu hình ảnh camera tại trụ sở công an phường với 64 mắt camera an ninh lắp đặt tại 12 khu phố. Bên cạnh đó, địa phương cũng vận động 182 hộ tự lắp camera quan sát với tổng số mắt camera là 216 camera nhằm đảm bảo an toàn an ninh trật tự trên các tuyến đường, đem lại sự an tâm cho bà con. Mô hình được thực hiện bằng nguồn vốn vận động và xã hội hóa với tổng kinh phí đầu tư và lắp đặt là 432 triệu đồng. Từ khi mà hoàn thành cái mô hình camera này đưa vào hoạt động thì cũng đem lại những cái hiệu quả rất là thiết thực. Cụ thể như là giúp cho lực lượng công an phường trích xuất hình ảnh phương tiện giao thông, những cái liên quan đến những cái vụ việc trong cái vụ án, cũng như là đây là cái căn cứ để xử lý về những cái hành vi vi phạm pháp luật về trật tự công cộng, vệ sinh môi trường, góp phần là đem lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân. Thì ở khu phố 10 cũng được lắp đặt 4 camera ở các tuyến hẻm cũng như là các tuyến đường có cái nguy cơ tiềm ẩn rủi ro cao. Qua đó thì tình hình an ninh trật tự tới đây sẽ được giữ vững, cũng như là các cái vi phạm, các cái đối tượng mà vi phạm ở trên địa bàn 10 sẽ được là xử lý kịp thời. Dịp này, phường 10 quận 6 cũng ra mắt tổ lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở trên địa bàn phường tại các khu phố với tổng số thành viên là 37. Tổ được trang bị đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ quần áo thực hiện nhiệm vụ.